Yamaha Exciter 155 mới ra mắt với hàng loạt tem màu mè, cạnh tranh Honda Winner X về ngoại thất, mức giá bán từ 51 triệu cho tới 52 triệu đồng. Cụ thể hơn thì thiết kế được giữ nguyên, không thay đổi như trước đó. Mẫu Exciter 155 mới chỉ bổ sung thêm 6 màu tem, tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho người dùng và để cạnh tranh tốt hơn so với đối thủ. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được ra mắt với 4 phiên bản thuộc bộ sưu tập Street Art và Exciter 155 có thêm phiên bản tem Monster Energy lấy cảm hứng từ xe đua MotoGP và một phiên bản kỷ niệm 60 năm của MotoGP. Nhìn tổng thể một lượt các phiên bản tem mới của Exciter hiện rõ sự phá cách, phù hợp với người trẻ yêu thích xe côn tay. Về các trang bị theo xe, Exciter mới không có sự khác biệt, vẫn sử dụng đèn LED, đi kèm với đó là khóa thông minh và mặt đồng hồ kỹ thuật số, sử dụng động cơ như các mẫu xe trước đó được bán tại các đại lý. Động cơ 155cc cho ra công suất 17,7 mã lực, mô men xoắn 14,4 Nm. So với thông số sức mạnh động cơ thì có phần nhỉnh hơn so với đối thủ Honda Winner X. Mẫu xe nhà Honda đang sử dụng động cơ 150cc cho ra công suất 15,3 mã lực, mô men xoắn 13,5 Nm. So sánh nhanh với mẫu xe Winner X, cả hai mẫu xe này đều sở hữu kiểu dáng Underbolt và là những sản phẩm chiến lược của hãng muốn đánh mạnh vào khách hàng trẻ tuổi, yêu thích tốc độ và sự tiện dụng. Mẫu xe thì có một vẻ, phụ thuộc vào thẩm mỹ của từng người thì sẽ yêu thích mẫu xe nào hơn. Bên cạnh đó thì Exciter mới cũng có một chi tiết nhỏ được nâng cấp là màn hình thông tin trước mặt người lái dạng kỹ thuật số, không còn chia ra như trước đó nữa. Một điểm mà Yamaha trang bị và để cạnh tranh với đối thủ là Smart Key cho một chiếc xe côn tay như thế này cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Nhìn qua tổng thể một lượt của cả hai mẫu xe, cách làm của Yamaha khiến chiếc xe mềm mại hơn so với Winner X. Mẫu xe nhà Honda có nhiều chi tiết góc cạnh như cụm đèn trên mặt nạ, hai phần yếm. Nhìn tổng thể chiếc xe này sẽ hiếu chiến và sẵn sàng lao lên phía trước một cách nhanh chóng bất kỳ lúc nào. Tiếp đến, Exciter 155 mới vẫn chưa được Yamaha trang bị cho hệ thống phanh ABS như trên Winner X. Đây cũng là điểm mà những người yêu thích tốc độ rất quan tâm khi lựa chọn một chiếc xe côn tay. Nói nhanh qua thì là như vậy. Ở đây có quý vị nào đã sử dụng một trong hai mẫu xe này chưa? Hãy cùng bàn luận với nhau ở ngay phía dưới hoặc tham gia group anh em mê xe để thảo luận cũng như cập nhật tin tức mới và nhanh chóng nhất. Giá bán tham khảo của Exciter 155 mới như quý vị đang thấy ngay trên màn hình. Bản tiêu chuẩn sẽ có mức giá từ 46 triệu. Nhìn sang đối thủ Honda Winner X thì lại có mức giá tốt hơn khá nhiều, trong khi Exciter đưa về các đại lý thường bị đội giá từ 1 đến 2 triệu. Ngược lại, Winner X có mức giá tại các đại lý còn thấp hơn cả giá đề xuất của hãng. Đây là điểm lợi thế trước Exciter. Bên cạnh đó, một số bên cho biết, trong tháng 8 vừa qua tại các đại lý, mẫu xe nhà Honda được trợ giá lên tới 14 triệu và mức giá cho tất cả các phiên bản còn chưa tới 40 triệu đồng. Bên cạnh cái tên hot trong phân khúc xe côn tay 50 triệu như Exciter, Yamaha còn cho ra mắt mẫu Sirius FE thế hệ mới, cũng được giới thiệu vào tối ngày 5 tháng 9 vừa qua. Ra mắt mẫu xe này cho thấy, Yamaha đang có tham vọng giữ top 1 xe số tại thị trường Việt Nam về doanh số. Yamaha Sirius FE 2021 sẽ có 3 phiên bản và mức giá từ 20 triệu cho tới 23 triệu 690 nghìn cho phiên bản RC. Về ngoại thất thì đã có sự tinh chỉnh, mặt trước thay đổi rõ rệt, cụm đèn pha cốt sử dụng bóng halogen, đèn định vị với cách làm được kéo dài sang hai bên cũng làm tăng độ nhận diện của xe. Đèn báo rẽ được thay đổi tổng thể ăn nhập với phần mặt nạ của xe. Phần yếm có vẻ như đã được Yamaha mở rộng hơn một chút sang hai bên. Mặt đồng hồ hiển thị thông tin trước mặt người lái dạng cơ, nhưng soi kỹ hơn thì bố cục bên trong đã có sự thay đổi. Đồng hồ báo vận tốc xe được đặt ngay chính giữa, đèn báo số bên trái và đo nhiên liệu bên phải. Sự thay đổi này rất tích cực, được người dùng đánh giá cao về cách nhìn trực quan hơn phiên bản trước đó. Nhìn chung, tổng thể của xe có được sự mạnh mẽ, nam tính, nhất là phiên bản RC với nhiều chi tiết sơn đen, từ vành xe, bô hay ốp bô. Điểm đáng chú ý nhất trên Yamaha Sirius FE là đã lược bỏ đi công tắc đèn như Honda, đồng nghĩa với việc là không thể tắt đèn khi vận hành xe. Điều này nhận được khá nhiều bình luận gây tranh cãi vì chưa thực sự phù hợp tại một số nước như Việt Nam. Anh em thấy sao? Hãy để lại bình luận ngay phía dưới. Về vận hành, Yamaha Sirius 2021 vẫn sử dụng động cơ 115cc, công suất 8,7 mã lực, mô men xoắn 9,5 Nm, đi kèm với hộp số 4 cấp. Nhìn vào phần thông số này thì anh em cũng đã biết là không có sự cải tiến về động cơ, vẫn tương tự như phiên bản tiền nhiệm. Về mẫu xe được coi là đối thủ của Yamaha Sirius FE là chiếc Honda Way RSX FE đang có mức giá là 21.790.000 cho tới 24.790.000. Mặc dù tăng 500.000 trong mỗi phiên bản thì Yamaha Sirius FE vẫn có mức giá hấp dẫn hơn so với đối thủ. Tính đến 6 tháng đầu năm 2021 thì Sirius vẫn đứng vị trí thứ nhất, ngay sau đó là mẫu xe Honda Way Alpha của Honda về doanh số xe số tại thị trường Việt Nam. Tổng kết lại, thị trường xe đang có sự sụt giảm về doanh số so với tháng trước đó hoặc cùng kỳ năm ngoái vì ảnh hưởng quá lớn của dịch Covid-19. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký và ấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên mê xe. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.